Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn đến với trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc. Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ giải đấu CF3 Team China 2024, một giải đấu diễn ra từ ngày 4 tháng 9 tới ngày 10 tháng 9 tại Trung Quốc. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ U22 Việt Nam của chúng ta sẽ bảo vệ phía cầu môn bên tay phải trong bộ trang phục áo trắng. Pha lên bóng của các cầu thủ U22 Trung Quốc phía hành lang bên phải. Một tình huống xử lý của cầu thủ áo số 17 bên phía U22 Trung Quốc. Pha xử lý khá khéo léo, tuy nhiên cú tạt bóng thì không gây khó khăn cho thủ thành Cao Văn Bình. Các cầu thủ U22 Việt Nam của chúng ta với nòng cốt là các cầu thủ U21 với những gương mặt nổi bật như là Thái Sơn, Quốc Việt, như là Đình Bắc. Pha lên bóng phía hành lang bên phải của các cầu thủ U22 Việt Nam. Tuy nhiên pha tạt bóng thì quá đối lực ở trong tình huống này. Đây là giải đấu có sự xuất hiện của 4 đội bóng U22 Uzbekistan, U22 Malaysia, U22 Trung Quốc và U22 Việt Nam. Một tình huống xử lý bóng rất khéo léo của số 22 U22 Việt Nam đó là Hà Châu Phi. Pha xử lý bóng rất khéo léo và cú dứt điểm ở góc hẹp của số 22 Việt Nam, Hà Châu Phi. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống xử lý này của số 22 U22 Việt Nam. Một tình huống ngoặt bóng rất dẻo, động tác giả rất khéo léo của số 22. Hai tình huống ngoặt bóng và cú dứt điểm ở góc hẹp. Nhưng đáng tiếc là không đánh bại được thủ thành của U22 Trung Quốc. Một pha xử lý bóng rất tốt của Hà Châu Phi. Pha lên bóng của các cầu thủ áo đỏ. Cú treo bóng ở bên trong nhưng đó là một cú treo bóng bắn chim. Một pha treo bóng thiếu cảm giác của các cầu thủ U22 Trung Quốc. Tiếp tục là một tình huống tấn công ở bên phía hành lang bên trái của các cầu thủ U22 Trung Quốc. Hướng tấn công của đội áo đỏ vẫn đang tập trung ở phía hành lang bên trái. Pha xử lý bóng rất khéo và cú dứt điểm ở góc hẹp. Nhưng đã bị chặn đứng bởi các cầu thủ U22 Việt Nam của chúng ta. Các cầu thủ U22 Việt Nam của chúng ta cần phải đề phòng những pha lên bóng ở phía hành lang bên trái này của các cầu thủ U22 Trung Quốc. Những tình huống lên bóng rất tốc độ từ đầu trận tới giờ. Tiếp tục là tình huống lên bóng ở phía hành lang bên trái của các cầu thủ U22 Trung Quốc. Pha nhả bóng ra và cú dứt điểm đã mang lại bàn thắng cho các cầu thủ U22 Trung Quốc. Đó là tình huống ghi điểm của Asikia. Chúng tôi đã cảnh báo về những tình huống lên bóng phía hành lang bên trái của các cầu thủ U22 Trung Quốc. Những tình huống lên bóng nguy hiểm từ đầu trận đấu đến giờ đều tập trung ở phía hành lang bên này. Và đó là một tình huống trồng biên và sau đó là một pha thoát xuống rất hay của các cầu thủ U22 Trung Quốc. Và pha trả ngược lại cũng rất đúng bài. Cú dứt điểm không quá mạnh nhưng đủ độ hiểm để có thể đánh bại được thủ thành Cao Văn Bình. Trung thành của Cao Văn Bình lúc đó cũng rất chống trải sau pha nhả ra, rất vừa tầm. 1-0 cho các cầu thủ U22 Trung Quốc. Và đó là pha lập công của cầu thủ mang áo số 7, Asikaya. Niềm vui của các cổ động viên Trung Quốc ở trên khán đài. Pha chuyển bóng của Thái Sơn và cú dứt điểm từ xa. Một pha dứt điểm vọt xa. Đó là cú dứt điểm rất đáng tiếc của Nguyễn Thanh Nhàn. Tình huống chuyển bóng của Thái Sơn và Thanh Nhàn đã có khoảng trống để tung ra cú dứt điểm. Đây là huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, người dẫn dắt các cầu thủ U22 Việt Nam ở giải đấu này. Chúng ta hãy cùng xem lại các cầu thủ U22 Việt Nam của chúng ta đã tận dụng rất tốt từ tình huống phá bóng lên không tốt của các cầu thủ U22 Trung Quốc. Một tình huống trồng biên ở phía hành lang bên phải của các cầu thủ U22 Trung Quốc rất nguy hiểm. Nhưng lần này thì Cao Văn Bình đã ra kịp thời. Đó là tình huống đánh chặn của Lê Văn Hà. Pha đi bóng của các cầu thủ U22 Việt Nam của chúng ta, một tình huống xử lý của Đình Bắc. Đình Bắc đã ngã trong khu vực cấm địa nhưng không có tiếng còi nào cất lên. Không có quả đá penalty cho các cầu thủ U22 Việt Nam của chúng ta. Thái Sơn, đường chuyền của Thái Sơn. Cú dứt điểm ở góc hẹp. Đó là một pha dứt điểm ở góc hẹp sau tình huống chuyền bóng của Thái Sơn. Một tình huống dứt điểm của Quốc Việt. Pha xử lý bóng rất nhanh nhưng không vào. Sau khi phải nhận bàn thua, các cầu thủ U22 Việt Nam của chúng ta có những tình huống tấn công rất nguy hiểm. Và tiếp tục vừa rồi là tình huống xử lý của Đình Bắc. Pha ra chân một chạm rất nhanh và cú dứt điểm của Đình Bắc chỉ đi trên cột dọc chỉ trong gang tấc mà thôi. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ U22 Việt Nam của chúng ta. Đình Bắc đã có được hai cơ hội nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm của anh vẫn chưa thể đem lại bàn gỡ cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Sức ép vẫn đang được các cầu thủ áo trắng tạo ra. Một quả đá phạt cho các cầu thủ U22 Trung Quốc.
Tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ U22 Trung Quốc. Đứng trước bóng đang là ICK, cầu thủ đã mở tỷ số cho cầu thủ U22 Trung Quốc. Pha treo bóng vào bên trong. Sẽ có quả đá phạt góc cho các cầu thủ U22 Trung Quốc. Những phút cuối cùng của hiệp 1 và các cầu thủ U22 Trung Quốc vẫn đang có được lợi thế. Tình huống treo bóng rất hay và đã có cầu thủ áo trắng của chúng ta ngã. Chúng ta hãy cùng xem lại pha thoát bẫy việt vị của các cầu thủ U22 Việt Nam của chúng ta. Một tình huống chuyền bóng của Nguyễn Đức Việt. Và người đã ngã ở trong tình huống này đó là Thanh Nhàn. Quả đá phạt cho các cầu thủ U22 Việt Nam của chúng ta. Cú dứt điểm không qua được hàng rào. Một pha dứt điểm tiếp theo vẫn còn. Và tỷ số được cân bằng là 1-1 cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Người đã lập công cho các cầu thủ U22 Việt Nam đó là Quốc Việt. Tỷ số được cân bằng là 1-1. Sau rất nhiều nỗ lực và các cơ hội bị bỏ lỡ thì U22 Việt Nam của chúng ta đã có được bàn thắng ở những phút cuối cùng của hiệp 1. Chúng ta hãy cùng xem lại pha dứt điểm này. Cú dứt điểm đầu tiên bóng đã đập trúng hàng rào. Và sau đó là pha phá bóng không tốt của các cầu thủ hậu vệ bên phía U22 Trung Quốc. Cơ hội đã đến với Quốc Việt và anh không hề bỏ lỡ. Pha phá bóng không tốt của hậu vệ bên phía U22 Trung Quốc đã tạo cơ hội rất tốt cho Quốc Việt. Và số 9 của U22 Việt Nam đã không thể bỏ lỡ. Tỷ số được cân bằng là 1-1. Và đây là những diễn biến trong hiệp thi đấu thứ hai. Pha treo bóng vào bên trong. Một pha thoát đi của các cầu thủ áo đỏ. Và sau đó là một tình huống buộc phải phạm lỗi của số 7 U22 Việt Nam của chúng ta. Đó là pha phạm lỗi của Đức Việt. Và Đức Việt đã phải nhận thẻ vàng. Một pha chọc khe rất hay của các cầu thủ U22 Việt Nam. Cú nhả bóng lại. Rất đáng tiếc cho pha tấn công vừa rồi của các cầu thủ U22 Việt Nam. Một tình huống tấn công khá bài bản của các cầu thủ áo trắng của chúng ta. Những tình huống đan xen tốt của các cầu thủ U22 Việt Nam. Pha phạm lỗi khiến cho Thái Sơn phải nhận thẻ vàng. Tiếp tục là tình huống tấn công bên phía hành lang bên phải của các cầu thủ áo trắng. Pha tạt bóng vào bên trong của Hà Châu Phi, nhưng hậu vệ của U22 Trung Quốc đã kịp thời phá đi. Những tình huống xẻ nách rất hay của các cầu thủ áo trắng. Và sau đó pha treo bóng rất vừa tầm của Hà Châu Phi. Một cơ hội rất đáng tiếc cho các cầu thủ U22 Việt Nam của chúng ta. Trọng tài không cho rằng đó là một tình huống phạm lỗi của các cầu thủ U22 Việt Nam. Tiền đạo của U22 Trung Quốc đã ngã trên khu vực 16m50. Cơ hội cho các cầu thủ U22 Trung Quốc. Cú nhả bóng ra, cú dứt điểm. Nhưng bóng đã trúng vào vị trí của thủ thành Cao Văn Bình. 20 phút của hiệp 2 đã trôi qua và tỷ số lúc này vẫn đang là 1-1. Pha thoát xuống của các cầu thủ U22 Việt Nam. Pha dứt điểm ở góc gần nhưng không thể đánh bại được hậu vệ của đối phương. Quả đá phạt góc cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Đánh đầu, không vào. Một cơ hội cho các cầu thủ U22 Việt Nam của chúng ta. Nhưng cú đánh đầu của số 20 bên phía U22 Việt Nam đã không thể đánh bại được thủ thành của đối phương. Đó là pha đánh đầu của Ngọc Sơn. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn và có rất nhiều cơ hội cho các cầu thủ của cả hai bên. Nhưng bàn thắng thứ 3 vẫn chưa thể xuất hiện. Tỷ số lúc này vẫn đang là 1-1. Thái Sơn vẫn đang là cầu thủ rất quan trọng trong đội hình của U22 Việt Nam. Là người trung chuyển trong các đường lên bóng của các cầu thủ U22 Việt Nam của chúng ta. Một cầu thủ có độ bền bỉ rất cao. Chúng ta hãy cùng xem lại pha đánh đầu vừa rồi của Ngọc Sơn. Nhưng cú đánh đầu không thể đánh bại được thủ thành của U22 Trung Quốc. Pha lên bóng của các cầu thủ U22 Trung Quốc triển khai bóng khá nhịp nhàng. Cú treo bóng vào bên trong. Cú dứt điểm, một pha dứt điểm hụt của các cầu thủ U22 Trung Quốc. Tình huống triển khai bóng khá nhịp nhàng của các cầu thủ áo đỏ. Pha treo bóng rất hay. Cú dứt điểm không đánh bại được thủ thành của U22 Trung Quốc. Một cơ hội rất đáng tiếc cho các cầu thủ U22 Việt Nam. Đó là tình huống dứt điểm của Xuân Bắc, cầu thủ áo số 8, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị. Pha cài đè rất hay của Xuân Bắc và cú dứt điểm qua chân cũng rất hay của cầu thủ áo số 8. Nhưng đáng tiếc là nó vẫn chưa thể đánh bại được thủ môn của đối phương. Quả đá phạt góc cho các cầu thủ U22 Trung Quốc. Đây đã là phút 88 rồi. Nhưng cầu thủ của hai bên vẫn đang thi đấu rất công hiến. Một pha bắt bài của các cầu thủ U22 Việt Nam. Cơ hội cho chúng ta để có được bàn thắng. Nhưng cú dứt điểm lại không đánh bại được cột dọc. Rất đáng tiếc cho Đình Bắc của chúng ta ở tình huống này.
Địch Bắc đã thắng được thủ thành của đối phương nhưng không thể thắng nổi cột dọc. Một cơ hội rất tốt để cho chúng ta có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 ở những phút cuối trận. Địch Bắc đã bắt được bài ở trong tình huống này. Pha thoát xuống và cú dứt điểm của Địch Bắc. Nhưng đáng tiếc là nó không thể đánh bại được cột dọc của đối thủ. Nguy hiểm quá, cơ hội cho các cầu thủ U22 Trung Quốc. Và lưới của U22 Việt Nam đã rung lên. Ngay sau tình huống bỏ lỡ của Địch Bắc thì các cầu thủ U22 Trung Quốc đã có được bàn thắng thứ hai. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ U22 Việt Nam của chúng ta. Địch Bắc vừa bỏ lỡ cơ hội. Chúng ta đã không gặp may ở tình huống dứt điểm của Địch Bắc. Trong tình huống dứt điểm, bóng đã đập vào cột dọc. Và ngay sau đó thì các cầu thủ U22 Trung Quốc đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Bóng đã chạm vào tay của thủ thành Cao Văn Bình. Nhưng chừng đó là vẫn chưa đủ để khiến cho đội U22 Việt Nam của chúng ta thoát được khỏi bàn thua. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ U22 Việt Nam của chúng ta. Đây là một trận đấu mà chúng ta thua. Thi đấu không hề thua kém đối thủ, thậm chí là hay hơn. Những pha phối hợp có nét hơn. Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn đang bị thua với tỷ số 1-2. Những phút cuối trận rồi. Thời gian đá bù giờ là 4 phút. Và thời gian còn lại là rất ít cho các cầu thủ U22 Việt Nam của chúng ta. Không còn thời gian nữa. Phút đá bù giờ thứ 5 rồi. Và trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Một trận thua rất đáng tiếc của các cầu thủ U22 Việt Nam của chúng ta. Một trận đấu mà chúng ta đã có cơ hội để giành chiến thắng với cú dứt điểm cuối cùng của Đình Bắc. Bóng đã chạm tới cột dọc. Nhưng vận may đã không mỉm cười với các cầu thủ U22 Việt Nam của chúng ta. Dù sao thì chúng ta vẫn còn hai trận đấu trước mặt với những đối thủ là U22 Uzbekistan và U22 Malaysia. Một trận đấu mà U22 Việt Nam của chúng ta cũng đã thể hiện được những pha phối hợp đẹp mắt và ấn tượng. Nhưng vận may đã không mỉm cười với thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh. Kết quả cuối cùng, U22 Việt Nam thua 1-2 trước U22 Trung Quốc.